cũng sắp 9 giờ rồi. Người hẹn mình ở đây chắc cũng sắp tới rồi. Anh Long. Anh dặn em đứng dưới đợi anh mà, sao lại lên đây? Em tính nhắc anh là anh chuẩn bị nhang đèn cho cha anh chưa? Ở đây có đầy đủ hết. Em xuống dưới đợi anh đi, anh còn nhiều chuyện tâm sự với cha anh lắm. Vậy em xuống dưới chờ anh nha. Ồ. Cha, con định gặp nhà giam Di Long, cung cấp thông tin của vụ án để đưa hắn ra ánh sáng, khiến cho hắn thân bại danh liệt. Nhưng không ngờ, nhà giam Di Long không phải là một nhà giam bình thường, mà là con của nạn nhân 30 năm trước, bà Thanh. Con sẽ làm cho gia đình hắn sống không bằng chết. Trò chơi giờ chỉ mới bắt đầu. Con sẽ giúp anh em nó đến gần với nhau. Anh hùng cứu mỹ nhân. Anh Long, trời cũng khuya rồi, anh đang chờ cái gì vậy? Hay tụi mình về nha anh. Hay em về nghỉ trước đi, anh muốn ở lại đây với cha anh một chút. Vậy em chờ anh về rồi em về cùng. Nghe lời anh đi, em về trước đi, anh muốn ở lại đây một mình. Vậy thôi anh ráng về sớm nha. Em đi trước nha. Anh biết rồi. Cậu ở đâu mà xuất hiện bất ngờ vậy? Ba là người bí ẩn hay gửi thư cho tôi đúng không? Cậu nói cái gì lạ vậy? Tôi đâu có biết chữ đâu mà thư với từ. Vậy bà hay tới đây thắp nhang lắm hả? Cái chuyện đó thì có. Tự vì gia đình nhà ba Thành này nè, đối với tôi là thân thiết như ruột thịt ở trong nhà vậy đó. Hồi xưa là tôi còn giữ thằng Chẩm, con của ba Thành nữa mà. Hồi nó còn nhỏ xíu vậy nè. Bà vừa nói gì? Thì tôi giữ thằng Chẩm, con của ba Thành hồi đó đó. Bà Tư, có phải bà Tư không? Cậu là con Chẩm đó bà Tư. Thằng Chẩm hả? Con Chẩm đó bà Tư. Thằng Chẩm hả? Con về rồi hả? Dạ, con về rồi bà Tư. Chồng ơi. Dạ, bà Tư khỏe không bà Tư? Bà Tư khỏe. Dạ. Anh Long, con chào bà.
đây là dạ đây là bạn con. Chào con. Bà Tư, gặp bà Tư ở đây rồi. Bà Tư có nhớ chuyện ngày xưa không? Cho hỏi một số chuyện được không bà Tư? Được chứ, con cứ hỏi đi. Bà Tư kể con nghe cái chuyện liệu bác hai của con với má của con họ quan hệ gì, có quan hệ tình cảm mà khiến cho trái đạo lý luân thường bà Tư? Mẹ đét ơi, con có quyền nghi ngờ ai cũng được, nhưng mà bác hai con với con Hải là trong sạch, con không có được cái ý nghĩ tầm bậy đó nghe không? Bà ơi, vậy còn chuyện dì Hải với bác hai ở trong trời nói thương nhau rồi chăm sóc nhau, bà có biết chuyện đó không bà? Là bữa nào cả, lâu quá rồi. Cái bữa bác hai con bị bệnh ở trong trời á, rồi má con vô chăm sóc, rồi họ nói yêu đương gì đó. Bà Tư nhớ không? Chính bà Bảy nói với con mà. Bữa đó tao từng chứng kiến hai người họ ở với nhau ở trong cái chuồng bò đó, làm chuyện mờ ám lắm. À, hàng tay nhẫn á hả, nó còn nói thương má mày nữa. Chuyện tôi từng thương thím là có thật mà, lúc này thím cũng đang nghe rồi đó. Rồi ơi, lại con Bảy nhiều chuyện nữa. Tưởng ai chứ, cái con đó là cái con nó hay nói linh tinh thiên địa, nó gieo rắc cho khắp xóm xào xáo như vậy đó, con không có được tin nó. Cái chuyện đó hèn chi bữa đó tao thấy nó ở trong chòi ra, nó đi ngang mà nó lâm la lâm lép, chỉ là như vậy nè. Tiếng lòng tôi đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non thương lòng tôi phận kiếp lòng đồng. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, anh hai buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi nhưng tôi xong rồi. Chuyện lúc nãy anh hai nói, chuyện mà tôi từng thương thím đó là có thật mà, thì thím cũng đã nghe rồi đó. Anh hai không cần phải nói đâu, em hiểu mà. Nhưng mà kể từ bây giờ anh hai cứ vô trong nhà ở đi, để có chuyện gì em còn tiện chăm sóc. Chứ anh hai cứ ở ngoài này hoài em cũng lo lắm. Nhưng mà còn chú Ba, tôi sợ chú Ba buồn lắm. Em thấy cũng không có gì đâu, dù gì hai anh em cũng là anh em ruột mà, có gì thì hai anh em cùng tâm sự với nhau chắc mọi thứ cũng qua. Nè, có chuyện gì vậy? Bà Tư. Con Hải ở đâu? Dạ con nè. Nè, bay coi nấu cho nó nồi nước xong cho nó xong đi, nó xong cho nó khỏe. Dạ. Rồi con có nói nó đi vô nhà ở chưa? Dạ con cũng có nói mà anh hai chưa có chịu. Cái thằng, thôi con đi nấu xong cho nó đi. Dạ. Nhẫn, sao bay trái tính trái nết quá vậy? Bệnh hoạn như vậy đó, người ta phải vô nhà ở chứ, nằm ở ngoài chuồng bò như vậy hoài đâu phải cách đâu, rồi chết không ai hay đó con. Được rồi mà bà Tư, để từ từ con tính mà. Từ từ cái gì không biết nữa.